Xin chào tất cả các bạn đến với kênh giải trí Nam và Phương TV và mình là Trần Thảo. Mọi người ơi, hôm nay trong một cái thời tiết nó khá là mưa dầm về từ tối hôm qua tới giờ, và họ không hiểu tại sao mà thời tiết bây giờ cuối tháng 11 rồi vẫn còn mưa quá trời quá đất luôn. Thế là tự nhiên Thảo có một cái nhã hứng, tuy là nó không có liên quan gì cho lắm nhưng mà Thảo nghĩ là sẽ có nhiều bạn rất là quan tâm. Đó là một dòng nước hoa, một bộ sưu tập gọi là phải nói là mùi hương vừa thơm nè, vừa chất lượng, lại giá thành siêu rẻ luôn. Bật mí cho các bạn ngay ở intro đầu tiên là giá của các em ở trên bàn này là dưới 1 triệu nha. Và Thảo nghĩ là đối tượng mà quan tâm nhiều nhất đó là các bạn học sinh, sinh viên. Và không để các bạn đợi lâu, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu 7 mùi hương ở trên bàn nha. Thương hiệu nước hoa mà Thảo muốn chia sẻ cho các bạn trong tập lần này đến từ nhà Monotheme. Và ngoài cái điểm chung mà hồi nãy Thảo mới chia sẻ là có giá thành dưới 1 triệu á, thì những em này có một điểm chung khác, đó là mùi hương. Về mùi hương thì rất là nhẹ nhàng nè, kiểu dịu dàng, các bạn có thể sử dụng ở rất là nhiều trường hợp. Và ngoài ra mùi hương của các em này rất là dễ, gọi là đơn giản, và các bạn dễ hình dung. Ví dụ như là thông qua tên gọi thì 7 mùi hương ở trên bàn sẽ có 7 tên gọi khác nhau tương ứng với lại những cái nốt hương chính. Và chai nước hoa đầu tiên Thảo muốn chia sẻ đến cho các bạn đó là Monotheme Nymphe. Thì Nymphe có nghĩa là hoa sen. Khi mà sử dụng em này á, là mình sẽ cảm nhận được mùi hương của citrus cộng với lại quả lý chua đen. Thì tất cả những thành phần này tạo nên một mùi hương của Nymphe, Thảo phải nói là cực kỳ là dễ dùng luôn á mọi người. Mùi hương mà nó tươi mát, là trẻ trung, rất là nữ tính luôn, phải gọi là vừa ngon, bổ, rẻ, rất là phù hợp với lại các bạn học sinh sinh viên để mà mình lựa chọn nha. Chai nước hoa tiếp theo đó là Monotheme The Rose, màu hồng pastel, rất là dễ thương nha, là tượng trưng cho cánh hoa hồng, rất là nữ tính. Và ngoài nốt hương chính là hoa hồng ra thì em The Rose này còn có nốt hương từ quả lê và đậu tonka. Tổng thể của cái chai nước hoa này cho Thảo cảm giác của một mùi hương này, nó ngọt ngọt nè, nó tươi tươi và nó có sự quyến rũ của hoa hồng trong này nữa. Thì khi các bạn sử dụng chai nước hoa này nè, thì mình sẽ có một cái vibe hoa hồng nó hoàn toàn khác với so với những cái dòng nước hoa khác. Và chai nước hoa này, nếu như các bạn nào mà thích nốt hương hoa hồng á, thì mình có thể lựa chọn Monotheme The Rose để mà sử dụng nha. Chai số 3 có tên là Aqua Marina. Aqua là nước đúng không mọi người, thì đương nhiên nốt hương chính của chai này đó là hương nước, và đồng thời là có sự xuất hiện của cổ tiết tùng nữa. Và khi mà Thảo xịt mùi hương này nha, Thảo thật sự là cảm nhận được cái sự mà nó mát lạnh, tươi mát từ hương nước luôn á. Khi các bạn sử dụng Aqua Marina này thì vào mùa hè thì mình sẽ cảm nhận được cái sự dễ chịu, sự tươi mát ở trong chính cái mùi hương này luôn. Thì đây là một chai nước hoa mang nốt hương chính từ hạnh nhân, có kết hợp với hoa và hương vani nữa. Thì Thảo đảm bảo với mọi người luôn là bạn nào thích mùi béo béo như hồi nãy Thảo mới nói, thêm cả hạnh nhân nữa, thì đây là một chai nước hoa mà mình có thể tưởng tượng như là một viên kẹo với lại hương hạnh nhân. Thật ra cũng không phải là quá ngọt đâu mọi người, mình có thể sử dụng vào những cái ngày mưa gió như ngày hôm nay nè đó, hoặc là nếu như các bạn muốn sử dụng trong văn phòng á, thì mình có thể sử dụng ít xót xịt hơn. Hồi nãy là Thảo mới chia sẻ với các bạn một mùi hương mà thích cho những bạn mà thích mùi ngọt bé bé bùi bùi của hạnh nhân á. Thì tiếp theo là một sự lựa chọn hoàn toàn khác nữa, cho mình có nhiều suy nghĩ lựa chọn hơn ha, đó là Cherry Blossom. Thì Cherry Blossom này đương nhiên là nốt hương chính là từ hoa anh đào, ngoài ra là mình còn có xạ hương trong này nữa. Thì đây là một mùi hương hoa mà Thảo cảm nhận là nữ tính nè, nhẹ nhàng, dịu dàng luôn, giống như là những cái gì mình tưởng tượng về hoa anh đào vào ngày xuân gì đó. Cho nên các bạn vẫn có thể sử dụng em này vào cái dịp mà mùa xuân, sau đó mùa hè vẫn sử dụng được luôn nha. Cherry Blossom là một trong những chai nước hoa mà Thảo mang cái mùi hương mà Thảo thích nhất ở trong cái dòng Monotheme đợt này á. Tiếp theo đó là chai nước hoa thứ 6 rồi mọi người ơi, là Vani Blossom. Vani Blossom thì mình sẽ có hương vani nè, hương hoa và gỗ. Thì ở mùi hương này á, thật sự Thảo ngửi á, cũng không phải là quá là vani lắm đâu. Có nghĩa là mình ngửi thấy mùi vani kiểu bình thường á, là nó sẽ kiểu ngọt nhiều đúng không? Còn ở chai nước hoa này Thảo có cảm giác giống như mùi vani mà nó bột, giống như sữa bột á. Thì đây là một trong những chai nước hoa mà Thảo đánh giá là mang một mùi hương nó lạ nè, đáng để mình trải nghiệm. Thì mùi hương này nó không quá ngọt cho nên là vẫn có thể sử dụng hàng ngày được luôn nha. Ngay cả mùa hè thì chỉ cần xịt ít sót thôi là được rồi. Tại vì hồi nãy Thảo có chia sẻ là cái điểm chung của dòng nước hoa Monotheme á, là mình có thể sử dụng được quanh năm luôn á. Chai nước hoa cuối cùng của dòng Monotheme là Thảo để
ở vị trí thứ 7 luôn á, là bởi vì đây là một chai nước hoa mà Thảo cảm thấy mùi hương nó hay nhất ở trong cái bộ sưu tập Monotheme lần này, cho nên là Thảo đặc biệt để ở vị trí cuối cùng, đó là em Monotheme Vetiver là cỏ hương bài nha. Thì thành phần đương nhiên là cỏ hương bài, ngoài ra là còn có cây ngải cứu và hương chanh, nó vừa cay cay nè, nó vừa mát. Đó thì Thảo cảm thấy mùi hương này nó khá là hay và đặc biệt luôn. Và ở mùi hương này á, thì đương nhiên là mình vẫn có thể sử dụng vào quanh năm, nhưng mà Thảo thấy đặc biệt nhất á, là mình có thể sử dụng vào cái mùa hiện tại mà mùa mưa mưa mát mát vậy nè. Đó thì cho mình cái cảm giác nó rất là sảng khoái, nó rất là năng lượng. Thì đây là chai nước hoa cuối cùng mang mùi hương chính là cỏ Vetiver nha. Trước khi kết thúc chiếc vlog này, Thảo xin điểm qua 7 gương mặt rất là sáng giá trong tập lần này. Đầu tiên là hương hoa sen, Nymphe. Tiếp theo là The Rose, hương hoa hồng. Aqua Marina là hương nước nha, cho bạn nào thích mùi hương ngọt ngọt bùi bùi béo béo từ hạnh nhân. Hương hoa Cherry Blossom, hoa anh đào rất là nữ tính, thơm ngát luôn. Vanilla Blossom. Và cuối cùng là một mùi hương khá là đặc biệt, Vetiver. Thì đây là 7 mùi hương tương ứng với 7 sự lựa chọn cho tất cả mọi người. Nếu như mà mình rất là yêu thích nước hoa và dành đặc biệt cho học sinh, sinh viên nha, các bạn sẽ có những cái lựa chọn phù hợp với lại kinh tế của mình để mình sử dụng. Và sau chiếc vlog này, các bạn có thể comment bên dưới chia sẻ cho Thảo biết về cảm nhận của mình, cũng như là những yêu cầu muốn Thảo review về một chai nước hoa nào đó. Và đừng quên like, subscribe kênh giải trí Nam Một Phương TV để đón xem nhiều chủ đề hay hơn từ bọn mình nha. Và mình là Trần Thảo. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những vlog sau.